bạn trong câu lạc bộ ứng dụng máy kiếm thức và câu lạc bộ giáo dục tài chính chất lượng ạ. Chào mừng các anh chị em chúng ta đã quay trở lại chu kỳ live stream 30 ngày ứng dụng máy kiếm thức để đạt chính xác kết quả tài chính trong chu kỳ tháng 8 2020 này ạ. Và hôm nay là ngày live stream thứ 10, một chủ đề vô cùng quan trọng ạ. Chủ đề quan trọng hôm nay đó là mình sẽ tổng kết chu kỳ 1, 10 ngày mình đã ứng dụng sức mạnh tiềm thức. Và chúng ta hãy chờ đợi một vài phút để đợi những anh chị em mình khác để cùng nhau kịp tham dự live stream này với chúng ta nhé. Hãy chia sẻ cái live stream này tới những người bạn, người thân của mình để tất cả chúng ta được biết đến bộ công thức hút các nguồn lực để giúp chúng ta thành công một cách trọn vẹn về tài chính ạ. Chúng ta chờ thêm một phút nữa nhé. Một phút nữa để đợi tất cả những anh chị em mình kịp cùng tham dự live stream này với chúng ta nhé. Ngày vô cùng tuyệt vời luôn. Mỗi ngày trôi qua chúng ta đều lại được gặp nhau và cùng nhau trao với nhau những giá trị, những kiến thức, những tư duy để nâng tầm bản thân mình lên một tầm cao mới, quá xuất sắc. Em chào chị Nguyễn Hương Giang ạ. Đây là những cái chia sẻ trên live stream hôm nay của Phương và trong suốt chu kỳ 30 ngày live stream này là những kiến thức mà đã được ứng dụng thật và đã có kết quả thật. Nên Phương chia sẻ bộ công thức này với tất cả chúng ta để nhằm giúp chúng ta có một bộ công thức để hút tất cả những nguồn lực để giúp chúng ta thành công một cách nhanh nhất về mục tiêu tài chính của chúng ta trong tháng 8 2020 và cũng như là những tháng còn lại của năm 2020 này ạ. Em chào Sĩ Thuyết ạ. Chào chú Sĩ Thuyết. Chào chú Sĩ Thuyết ạ. Dạ em chào chị gái Trần Thị Thanh Thùy. Mỗi ngày chúng ta đều học cho chúng ta những tư duy, những kiến thức để bản thân của chúng ta được phát triển hơn. Và đây cũng chính là cách làm của những người giàu, đúng không ạ? Tất cả những người giàu, người thành công trên thế giới họ đều hàng ngày nỗ lực để học tập phát triển, nâng cao tư duy của mình lên để con đường dẫn tới thành công tài chính của chúng ta được nhanh hơn, ngắn hơn và dễ dàng hơn ạ. Lê Đức ạ. Và bây giờ để chờ đợi một vài anh chị thì tiết kiệm thời gian, Phương sẽ ôn lại kiến thức của chúng ta ngày hôm qua chúng ta đã cùng nhau trao đổi nhé. Ngày hôm qua là chúng ta học live stream 9 với 10 bí kíp để chúng ta sử dụng sức mạnh tiềm thức để tài chính của chúng ta được thành công nhanh nhất và dễ dàng nhất ạ. Và bây giờ Phương sẽ ôn lại 10 bí kíp đó, cả nhà mình cùng ghi nhá. Dạ xin chào, con chào bà Lê Thanh Hiền ạ. Bí kíp thứ nhất đó là mình bỏ quỹ tự do tài chính hàng ngày. Thì mục đích của việc bỏ quỹ tự do tài chính hàng ngày là gì ạ? Là để mình quản trị, tạo thói quen quản trị dòng tiền của chúng ta hàng ngày
và mục thiết lập được chủ đích cho quỹ tự do tài chính, đó là mình sẽ đem quỹ tự do tài chính này đi đầu tư gia tăng tài sản. Mình tập trung vào tài sản thì tài sản sẽ đến với chúng ta và con đường thành công đến với chúng ta nhanh hơn. Đó là mình bỏ quỹ tự do tài chính hàng ngày nhé. Và trong quyển sách Tiền làm chủ cuộc chơi trang 128 của tỷ phú đô la Anthony Robbins đã nói là gì ạ? Bởi vì cuối cùng tất cả chúng ta đều phải trở thành nhà đầu tư nếu chúng ta muốn tự do về tài chính. Đó. Muốn tự do về tài chính thì chúng ta hãy trở thành nhà đầu tư. Và muốn trở thành nhà đầu tư thì chúng ta phải thiết lập cho chúng ta một thói quen, đó là thói quen nhỏ nhất, đó là gì ạ? Hàng ngày chúng ta hãy tạo cho mình một thói quen là bỏ quỹ tự do tài chính, được không ạ? Cái từ mà tự do tài chính mà chúng ta nghe nói rất là nhiều, nhưng thực sự chẳng có ai dạy chúng ta muốn tự do tài chính thì thực sự chúng ta phải làm như thế nào ạ? Nghe rất là nhiều chúng ta phải tự do tài chính, nhưng mà tự do tài chính bằng cách nào thì chưa có ai dạy chúng ta, đúng không ạ? Chính vì thế muốn tự do tài chính thì con đường đầu tiên là chúng ta phải tự học tập, tự nâng cao giá trị của mình lên để tìm cho mình một môi trường chất lượng để chúng mình cùng nhau học tập, cùng nhau đến con đường thành công của mình ngắn hơn, nhanh hơn ạ. Đó là bí kíp đầu tiên. Và bí kíp thứ hai là liên tục tái thiết lập lại bản tài chính gốc trong tâm thức của chúng ta. Em chào chị gái Mỹ Lê ạ. Tái thiết lập lại bản tài chính gốc trong tâm thức của chúng ta bằng cách là mình hãy tuyên bố 17 tư duy triệu phú của đa triệu phú đô la TH Baker hàng ngày ạ. Thì hàng ngày mình sẽ ít nhất là mình sẽ tái thiết lập lại, đọc 17 tư duy triệu phú này ít nhất là 2 lần mỗi ngày, được không ạ? Khi mà chúng ta đọc 17 tư duy triệu phú này thì tất cả những cái tư duy của những triệu phú đã tỷ phú trên thế giới sẽ được up lên vào bộ tư duy gốc rễ của chúng ta. Như vậy là chúng ta sẽ có được một nền tảng tốt, một nền tảng vững chắc để chúng ta tiến đến con đường thành công của mình ạ. Và bí kíp thứ ba nữa đó là gì ạ? Là tạo thói quen cho tiềm thức hưởng ứng mục tiêu nhỏ. Mình thường ngày, hàng ngày chúng ta phải huấn luyện cho tiềm thức của chúng ta là hưởng ứng từ những mục tiêu nhỏ. Bởi vì sao ạ? Bởi vì khi chúng ta huấn luyện cho tiềm thức mình thực thi tất cả những mục tiêu nhỏ chúng mình đưa ra rồi thì khi đến tất cả những mục tiêu lớn thì tiềm thức sẽ tự động thực thi những mục tiêu lớn cho chúng ta. Chính vì thế mà chúng ta phải thường xuyên hàng ngày phải nhớ là luyện tập cho tiềm thức một thói quen là mình ý thức là ra quyết định, con tiềm thức sẽ thực thi cho mình. Và những mục tiêu nhỏ hàng ngày chúng ta huấn luyện cho tiềm thức đó là gì ạ? Thứ nhất là ăn uống miễn phí, thứ hai là đi đường đèn xanh thông thoáng an toàn, ba nữa là được tặng quà, và bốn là có một người bạn cũ lâu năm gọi điện. Năm là gì ạ? Nắng mưa là việc của ta. Sáu là tiền về mỗi ngày. Đó là những cái mục tiêu nhỏ mà mình thiết lập ra để huấn luyện cho tiềm thức mình. Và khi những mục tiêu nhỏ này mà tiềm thức đã huấn luyện được cho mình rồi, thực thi cho mình rồi thì mình phải thiết lập thêm những mục tiêu mới nữa để tiềm thức lại tiếp tục hưởng ứng cho chúng ta, được không ạ? Và như bản thân Phương thì hàng ngày, hơn một năm nay rồi, hàng ngày Phương đều huấn luyện tiềm thức của mình là thực thi tất cả những mục tiêu nhỏ của mình. Và một trong số 6 mục tiêu nhỏ này thì Phương đã huấn luyện tiềm thức mình hơn một năm rồi. Và trong năm 6 cái mục tiêu này thì là Phương đã đạt gần như hết rồi. Khi mình đưa ra quyết định là tiềm thức đã thực thi cho mình ngay. Cực kỳ tuyệt vời luôn ạ. Vì thế cả nhà mình hãy nhớ là hàng ngày chúng ta hãy luyện tập thói quen cho tiềm thức mình nhé. Luyện tập để cho tiềm thức hưởng ứng cho chúng ta những mục tiêu nhỏ rồi đến tất cả những mục tiêu lớn. Và bị kịp thứ tư là cơ chế bảo vệ ý thức và tiềm thức.
Thì với những tác nhân không tích cực từ bên ngoài vào tác động vào ý thức và tiềm thức của mình thì chúng ta có cơ chế bảo vệ như thế nào ạ? À, ngày hôm qua Phương nói rất kỹ về cái cơ chế này này. À, khi mà tất cả những tác nhân không tích cực từ bên ngoài tác động vào mình, vào ý thức và tiềm thức của mình thì mình sẽ có một cơ chế để bảo vệ, đó là gì ạ? Mình sẽ nói từ là tôi là thủy thủ. Được không ạ? Mình sẽ nói là tôi là thủy thủ. Giống như là câu chuyện ngày hôm qua Phương kể, đó là gì ạ? Câu chuyện ngày hôm qua Phương kể là vì giống như mình là một cỗ xe tăng và tất cả những lời nói không tích cực từ phía ngoài vào mình là đó là một quả bong bóng. Mình là cỗ xe tăng thì khi mà quả bong bóng đó ném vào cỗ xe tăng thì xe tăng không sao hết mà quả bong bóng đó sẽ tự vỡ. Tức là những lời nói tiêu cực đó vào mình thì bản thân mình không sao hết. Mình có câu để mình nói lại với những cái lời nói tiêu cực đó là tôi là thủy thủ, tôi an toàn. Đó, mình nói câu đó thì tiềm thức của mình sẽ từ loại bỏ được tất cả những lời nói không tích cực từ những người ngoài vào cho mình ạ. Đó là cơ chế bảo vệ từ bên ngoài. Và cơ chế bảo vệ từ bên trong như thế nào ạ? Bản thân mình từ bảo vệ cho mình từ bên trong ra. Bên trong là những tác nhân bên trong như thế nào ạ? Những tác nhân bên trong của chúng ta đó là bao gồm những cái quá khứ của chúng ta, những suy nghĩ cũ, những cái việc làm cũ, những cái gì cũ, những cái giáo dục cũ, những trải nghiệm cũ của chúng ta mà ở trong tiềm thức của chúng ta. Mỗi khi mà chúng ta có một công việc hoặc một sự kiện gì xảy ra thì tất cả những cái trải nghiệm cũ, những cái thất bại cũ đó nó lại trỗi dậy để kéo tinh thần chúng ta xuống. Thì những lúc này chúng ta sẽ có một cơ chế để bảo vệ cho ý thức và tiềm thức của chúng ta, đó là chúng ta hãy nói câu gì ạ? Hãy bình tĩnh, hãy yên lặng nào, ta đang nắm quyền kiểm soát. Ta dùng câu này thì chúng ta nói thì sẽ bảo vệ được bên trong của chúng ta một cách an toàn luôn ạ. Chào, em chào anh Hải Nguyên ạ. Em chào chị Hiên Trần. Dạ, em cảm ơn chị ạ. Chào bạn Nguyễn Hiên nha. Thì phần lớn hầu hết chúng ta đều bị tất cả những cái lời nói tiêu cực từ ngoài vào, và không những ở bên ngoài mà chúng ta còn có những cái tiêu cực từ bên trong bản thân mình ra. Cho nên là chúng ta sẽ có hai cơ chế để bảo vệ. Thứ nhất là cơ chế bảo vệ từ bên ngoài là mình sẽ nói là tôi là thủy thủ, tôi an toàn. Và cơ chế bảo vệ bên trong của chúng ta đó là mình sẽ nói là hãy bình tĩnh, hãy yên lặng nào, ta đang nắm quyền kiểm soát của ngươi. Như vậy là chúng ta sẽ bảo vệ được hoàn toàn cho tiềm thức và ý thức của chúng ta, tập trung thẳng vào mục tiêu tài chính của chúng ta đó là gì ạ? Đó là mục tiêu thành công về tài chính. Được chưa ạ? Xin chào em Kiều Anh nha. Và vị trí thứ năm đó là mình sẽ sử dụng ngôn từ tích cực một chiều. Và ở thì hiện tại thì chúng ta thường nói là tất cả những cái lời nói, những suy nghĩ và hành động của chúng ta là phải nhất quán một chiều, thường xuyên nói một chiều. Và chúng ta hãy kết thúc một câu nói trong một buổi nói chuyện thì chúng ta hãy kết thúc một câu nói đó bằng một ngôn ngữ tích cực và một chiều ạ. Chúng ta tập trung vào tích cực một chiều thì tất cả những điều tích cực sẽ đến với chúng ta. Chính vì thế chúng ta hãy sử dụng ngôn từ tích cực một chiều và ở thì hiện tại nhé. Và bí kíp thứ 6 nữa là chúng ta hãy phân biệt được tư duy tích cực
và tư duy hỗ trợ cho sự giàu có. Thì có rất nhiều tư duy tích cực nhưng là không hỗ trợ cho chúng ta về sự giàu có, về sự thành công, làm cho chúng ta nghèo đi. Chính vì thế là chúng ta phải phân biệt được đâu là tư duy tích cực, đâu là tư duy hỗ trợ cho sự giàu có ạ. Ví dụ như tư duy tích cực là gì ạ? Đó cho sạch, rách cho thơm. Gì nữa ạ? Thành gì nữa ạ? Không bao giờ đi ăn một mình. Đó là những cái tư duy tích cực. Thì tất cả những tư duy tích cực thì sẽ không giúp cho chúng ta thành công, mà đó chỉ là những lời động viên, những tư duy tích cực thôi. Đó là không phải là tư duy để hỗ trợ cho sự thành công của chúng ta. Chính vì thế chúng ta phải phân biệt rõ được hai tư duy này ạ. Chúng ta hãy đổi tất cả những tư duy tích cực về là những tư duy hỗ trợ cho sự thành công. Ví dụ như tư duy là thất bại là mẹ của thành công, thì chúng ta hãy đổi lại là thành công nuôi dưỡng thành công. Và ví dụ như tư duy là đó cho sạch, rách cho thơm, thì chúng ta hãy đổi lại là vừa giàu vừa thơm, được không ạ? Thì ví dụ như tư duy là không bao giờ đi ăn một mình, thì đó là tư duy rất tích cực, nhưng mà tiềm thức của chúng ta chỉ tiềm thức là không hiểu phụ từ, mà chỉ bắt được từ khóa thôi. Từ khóa ở đây là một mình, cho nên là nếu như chúng ta nói như thế thì thường xuyên sẽ đi ăn một mình. Chính vì thế chúng ta đổi ngược lại về tư duy hỗ trợ cho sự giàu có, thì chúng ta nói là đi ăn cùng những người giàu, những người thành công, đi ăn cùng với các triệu phú đô la, tỷ phú đô la, được không ạ? Và đó là bí kíp thứ 6. Và bây giờ là bí kíp thứ 7, đó là mình sẽ tương tác với livestream. Tương tác với livestream để chúng ta làm gì ạ? Mục đích là tương tác với livestream là để chúng ta nhớ lại những kiến thức, nhớ sâu kiến thức hơn, và mình sẽ ứng dụng được kiến thức đó tốt hơn, có hiệu quả hơn. Và thêm nữa đó là mình khi tương tác với livestream thì chúng ta sẽ được hưởng trường năng lượng, được hưởng trường năng lượng của nhau. Cho nên là chính vì thế là Phương yêu cầu chúng ta khi xem livestream thì chúng ta hãy tương tác trực tiếp trên livestream, được không? Dạ, xin chào Hoàng Hà. Khi mình tương tác livestream thì chúng ta sẽ nhận được rất nhiều năng từ trường năng lượng. Và khi Phương thấy tất cả những tương tác của cả nhà mình thì Phương sẽ có niềm tin, và Phương sẽ có được sự khát khao hơn, và Phương sẽ chia sẻ hay hơn, thì chúng ta sẽ nhận được nhiều kiến thức hơn ạ. Nếu chúng ta làm một ly nước rộng thì chúng ta sẽ nhận được nhiều kiến thức và nhiều tư duy hơn ạ. Và gì nữa, có rất nhiều anh chị em là mình xem livestream, nhưng mà mình xem với là một phong thái, một suy nghĩ là mình xem cho có thôi, nhưng mà xem để mà biết được thứ mà không ứng dụng thì đó là gì ạ? Đó là chúng ta chưa nghiêm túc. Chính vì thế là Phương mong muốn yêu cầu chúng ta hãy nghiêm túc với bản thân của mình hơn để mình tạo ra được kết quả tốt hơn ạ. Xin chào em Nguyễn Văn Minh. Chào bạn Quỳnh Anh nha. Chúng ta hãy tin tưởng vào tiềm thức và tin tưởng vào Phương. Phương đã ứng dụng bộ công thức này rồi và đã ra được những kết quả mà như Phương mong muốn, cho nên Phương đã chia sẻ bộ livestream này cho chúng ta. Chúng ta hãy tin tưởng và hãy làm theo tất cả những gì mà Phương hướng dẫn trên livestream. Từ livestream 1 cho đến bây giờ, chúng ta hãy làm nghiêm túc để có những kết quả xứng đáng với sự nghiêm túc của chúng ta nhé. Và mỗi người thì có một nguồn lực kỳ riêng, thế nên chúng ta cứ yên tâm, sự giàu có, sự dư giả sẽ trải đều cho tất cả chúng ta nếu như mà chúng ta có niềm tin và có khát khao về sự thành công và giàu có ạ. Và bí kíp thứ 8 đó là cài đặt kết quả tài chính vào tiềm thức. Xin chào bạn Hoa Lai. Cài đặt kết quả tài chính vào trong tiềm thức của chúng ta, đó là cách mà tiềm thức làm việc, thì bằng hình ảnh và cảm xúc. Chỉ
chính vì thế, một, tất cả những con số mà chúng ta đưa ra về mục tiêu thì chúng ta hãy hình ảnh hóa con số đó lên bằng một bức tranh đầy màu sắc, cảm xúc, âm thanh, ánh sáng. Giống như mà bức tranh mà Phương hướng dẫn chúng ta làm về bức tranh kết quả tài chính 30 ngày và bức tranh 6 tháng của chúng ta đó. Tất cả đều là hình ảnh và cảm xúc. Càng hình ảnh, càng cảm xúc, có đầy đủ âm thanh, ánh sáng, mùi vị và tất cả những người chúc mừng thì những bức tranh đó tiềm thức sẽ hưởng ứng cho chúng ta một cách rất là nhanh luôn ạ. Chính vì thế chúng ta hãy nắm rõ được cách giao tiếp quan trọng của tiềm thức là hình ảnh và cảm xúc để chúng ta thiết lập lại các cái mục tiêu của chúng ta trên hình ảnh và trên cảm xúc của chúng ta thật cao. Cảm xúc càng cao, hình ảnh càng nhiều, càng sâu sắc thì mục tiêu của chúng ta càng đạt đến rất là nhanh và rất là gần lắm ạ. Ok, cảm ơn em Quỳnh Anh nha. Và bí kíp số 9 đó là nhận diện tiềm thức, hưởng ứng mục tiêu của chúng ta và chúng ta ăn mừng với thành công và cảm ơn tiềm thức. Bởi vì tiềm thức giống như một em bé, cho nên là khi mà em bé thì bản chất của em bé là rất là thích nịnh, cho nên là tiềm thức cũng như em bé thì rất là thích nịnh. Chúng ta phải nhận diện được tất cả những cái mục tiêu mà tiềm thức đã hưởng ứng cho chúng ta để chúng ta biết và cảm ơn tiềm thức, để tiềm thức lại tiếp tục hưởng ứng cho chúng ta những mục tiêu tiếp theo ạ. Cũng giống như ngày xưa chúng ta đi làm việc, chúng ta làm việc rất chăm chỉ, siêng năng, hoàn thành công việc cực kỳ tốt cho sếp mình. Nhưng mà đổi lại sếp mình không biết cái công sức của mình để bỏ ra, mà cũng không cảm ơn, cũng không có một lời động viên thì cuộc lại là chúng ta sẽ không có động lực, chúng ta sẽ không thực hiện được công việc tiếp theo một cách tốt hơn, đúng không ạ? Tiềm thức cũng y chang như thế. Chúng ta phải nhận diện được tất cả những mục tiêu mà tiềm thức hưởng ứng cho chúng ta, và khi tiềm thức hưởng ứng rồi thì chúng ta phải biết là cảm ơn tiềm thức, được không ạ? Cảm ơn tiềm thức để tiềm thức lại tiếp tục hưởng ứng tiếp cho chúng ta. Dạ, xin chào Hương Khoan ạ. Xin chào bạn Hoàng Khang. Vậy là nhiệm vụ của chúng ta chỉ có một nhiệm vụ duy nhất thôi, là học cách sử dụng sức mạnh của tiềm thức một cách nhuần nhuyễn. Còn lại mỗi người là sẽ có một nguồn lực khác nhau và có những kiến thức, có những mối quan hệ, có những tư duy khác nhau trong từng lĩnh vực của mỗi người, thì tiềm thức sẽ giúp chúng ta thực hiện và hút tất cả những nguồn lực để giúp chúng ta đạt mục tiêu của chúng ta một cách nhanh nhất luôn ạ. Chúng ta không cần phải lo đến cái việc làm hoặc là làm như thế nào, mọi việc hãy để tiềm thức lo, miễn rằng là chúng ta hãy tin tưởng và ra quyết định, còn tất cả mọi việc hãy để cho tiềm thức lo luôn ạ. Hay trong sách sách sức mạnh tiềm thức trang 174 thì ông Joseph Murphy ông còn nói là gì ạ? Chỉ cần bạn tin tưởng vào hoạt động của tiềm thức thì mọi vấn đề của bạn đều có lời giải đáp. Trong quyển sách này, trong quyển sách sức mạnh tiềm thức đây ạ. Trong quyển sách sức mạnh tiềm thức này, tác giả là tiến sĩ Joseph Murphy ông còn nói là chỉ cần bạn tin tưởng vào hoạt động của tiềm thức thì mọi vấn đề của bạn đều có lời giải đáp. Chính vì thế chúng ta hãy tin tưởng, hãy đọc sách sức mạnh tiềm thức thật nhiều và hãy xem livestream để nhớ kiến thức và sẽ có bộ công thức. Chúng ta hãy yên tâm và ra quyết định của mình, quyết định về thứ thành công, giàu có, hạnh phúc trọn vẹn. Còn tất cả những nguồn lực để đạt được mục tiêu thì hãy để cho tiềm thức lo ạ. Rồi, và bí kíp số 10 là mình hãy đọc sách sức mạnh tiềm thức là càng nhiều càng tốt, và ít nhất là 5 lần để mình hiểu được cơ chế hoạt động của tiềm thức, để mình ứng dụng được bộ công thức này ra những cái kết quả cho mình. Và ngoài đọc sách sức mạnh tiềm thức ra thì chúng ta sẽ đọc những cuốn sách của những người thành công giàu có trên thế giới nữa, được không ạ? Mình sẽ đọc những cuốn sách và đó
một trong những cuốn sách mà Phương đã chia sẻ với cả nhà mình, đó là gì ạ? Bốn quyển sách làm nền tảng. Quyển thứ nhất là Người giàu nhất thành Babylon, quyển Sức mạnh tiềm thức, và Bí mật tư duy triều phú, cuốn Vì sao chúng tôi muốn bạn giàu. Đó. Đây là một trong những cuốn mà của tất cả những người thành công giàu có trên thế giới người ta khuyên đọc. Và ngoài ra thì bạn có thể đọc thêm những quyển sách như thế này nữa. 101 con đường dẫn đến thành công, và cuốn của Tổng thống Mỹ Donald Trump là Tôi đã làm giàu như thế, và Con đường đến thành công đỉnh cao. Đó là những quyển sách mà những người thành công, tỷ phú trên thế giới đã khuyên chúng ta đọc. Thì chúng ta mong muốn thành công thì chúng ta hãy đọc những quyển sách mà Phương đã chia sẻ trên đây ạ. Đó là về sách. Và ngoài sách ra thì chúng ta hãy xem livestream, bộ livestream 30 ngày này của Phương. Tại vì sao ạ? Vì là bộ livestream này là Phương đã được bậc thầy ứng dụng sức mạnh tiềm thức mà của Việt Nam mình, đó là tỷ phú đô la Trần Dung chia sẻ. Không những Phương ứng dụng thành công mà tất cả hàng nghìn người trong câu lạc bộ giáo dục tài chính chất lượng và hàng nghìn người ở Việt Nam mình đã ứng dụng được và đã thành công thật và ra kết quả thật. Đây là một bộ công thức cực kỳ đơn giản, ngắn gọn cho chúng ta dễ ứng dụng. Chính vì thế chúng ta hãy theo dõi livestream và ghi chép lại tất cả những kiến thức, những tư duy mà Phương chia sẻ để chúng ta ứng dụng vào mục tiêu của cuộc sống chúng ta, về mối quan hệ hòa hợp, về sức khỏe, về tài chính, về sự thăng quan tiến chức, về nuôi dạy con. Tất cả những bức tranh trong cuộc sống thì nó tổng hòa ở trong cuốn Sức mạnh tiềm thức này hết. Chúng ta có bộ công thức này, chúng ta sẽ thực hiện được tất cả những bức tranh đó một cách hoàn mỹ nhất ạ. Được không ạ? Quá tuyệt vời. Rồi, đó là tất cả 10 bí kíp mà hôm qua Phương đã chia sẻ. Bây giờ Phương đã ôn lại cho chúng ta rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ vào bước 5 bước mình thường làm hàng ngày. 5 bước mà chúng ta hàng ngày chúng ta thường làm đó là gì ạ? Bước đầu tiên là mình sẽ tổng kết 3 thành công trong ngày. Tất cả anh chị em mình hãy comment 3 thành công trong ngày hôm nay của mình để Phương đọc và ăn mừng nhé. Mình hãy tập trung vào thành công để thành công nối tiếp thành công nào. Đó là một trong những tư duy của những người giàu có thành công ạ. Trong lúc chờ đợi những anh chị em mình comment thì Phương sẽ đọc 3 thành công trong ngày hôm nay của Phương. Tất cả nhà mình cùng ăn mừng với Phương nhé. Thành công đầu tiên của Phương đó là hoàn thành xuất sắc livestream ngày thứ 10 trong chu kỳ livestream 30 ngày ứng dụng sức mạnh tiềm thức để đạt chính xác kết quả tài chính trong chu kỳ tháng 8 2020. Yes. Và thành công thứ hai là tiền về 1 triệu. Yeah. Cảm ơn tiềm thức. Tôi là nam châm hút tiền và tài sản. Thành công thứ ba là đã đọc xong 3 chương sách tiếp theo trong quyển sách Sức mạnh của sự tập trung ạ. Nào, bây giờ các anh chị em mình hãy comment 3 thành công của mình để Phương cùng đọc nào. Và các anh chị em mình comment để Phương đọc nhá. Bây giờ Phương lại tiếp tục làm bước 2 trong ngày ạ. Bước 2 là mình sẽ bỏ quỹ tự do tài chính. Tôi là 500 hút tiền và tài sản. Hôm nay Phương sẽ bỏ quỹ tự do tài chính của Phương là 100.000 để đi đầu tư gia tăng tài sản cho mình. Khi mình bỏ quỹ tự do tài chính xong thì mình sẽ kiểm điểm số dư để ăn mừng nào. Hôm nay ngày 14 tháng 8, số dư của mình là cộng dồn vào là 9. Hôm qua là 870, hôm nay là 100 nữa là 970. Đấy ạ. Mình sẽ tập trung vào số dư thì số dư sẽ đến với chúng ta. Và thành công của Lê Đức, 3 thành công của Lê Đức hôm nay là thứ nhất là tiền về 8.500.000. Yes. Cảm ơn tiềm thức, chúc mừng Lê Đức nha. Và thành công thứ hai là đọc 2 chương sách Tại sao chúng tôi muốn bạn giàu.
Và thành công thứ ba là ăn uống miễn phí. Yes. Chúc mừng Lê Đức. Cảm ơn Tiềm Đức. Tôi là Nam Châm Hữu Tiền và Tài Sản. Em chào chị Tống Hồng Loan ạ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi làm bước thứ ba, đó là tuyên bố niềm tin hỗ trợ cho sức mạnh tiềm thức. Cả nhà mình cùng nhau tuyên bố với Phương nào. Tôi là bậc thầy sử dụng sức mạnh tiềm thức. Ý thức và tiềm thức của tôi hợp nhất là một. Tôi kiếm tiền và gia tăng tài sản bằng tiềm thức. Tôi là triệu phú đô la. Yes, cảm ơn tiềm thức. Rồi và bước thứ tư đó là mình sẽ tái thiết lập lại bản tài chính gốc trong tâm thức bằng cách là tuyên bố 17 tư duy triệu phú. Một trong năm bước cực kỳ quan trọng trong ngày chúng ta phải hàng ngày phải làm đều nha cả nhà. Rồi cả nhà mình cùng nhau tuyên bố với Phương nào. Tôi là nhà quản lý tiền xuất sắc. Tôi luôn chi cho bản thân trước. Tôi gửi tiền vào quỹ tự do tài chính mỗi ngày. Tiền của tôi làm việc hết sức cho tôi và kiếm cho tôi ngày càng nhiều tiền. Tôi kiếm đủ thu nhập thụ động để chi trả cho giá trị sống mà tôi muốn. Tôi tự do về tài chính. Tôi làm việc bởi vì tôi lựa chọn như vậy. Công việc kinh doanh ngoài giờ của tôi là quản lý và đầu tư tiền để tạo ra các nguồn thu nhập thụ động. Tôi tạo ra cuộc sống của tôi. Tôi tạo ra chính xác số lượng chính sách thành công về tài chính của tôi. Tôi chơi trò chơi tiền bạc để giành chiến thắng. Mục đích của tôi tạo ra cuộc sống giàu có và dư dả. Tôi ngưỡng mộ và noi gương những người giàu có và thành đạt. Tôi tin rằng tiền là tự do, tiền là quan trọng, tiền là hạnh phúc, tiền giúp cho cuộc sống dễ chịu hơn. Tôi giàu có vì tôi làm những điều tôi yêu thích. Tôi xứng đáng trở nên giàu có vì tôi thêm giá trị vào cuộc sống những người khác. Tôi là người cho đi rộng lượng và là người đón nhận cừ khôi. Tôi thực sự biết ơn về tất cả số tiền tôi đang có hiện nay. Các cơ hội phát tài đều đang đến với tôi. Khả năng kiếm giữ số tiền và phát triển kinh doanh của tôi tăng lên từng ngày. Tôi là triệu phú đô la. Yes, cảm ơn tiềm thức. Đó. Rồi, vừa rồi Phương đã tuyên bố xong 17 tư duy triệu phú. Với 17 tư duy này thì chúng ta sẽ tuyên bố ít nhất 2 lần mỗi ngày nhé, cả nhà. Và bây giờ là bước số 5. Bước số 5 thì mình hãy liên tục tưởng tượng bức tranh kết quả tài chính 30 ngày đầy màu sắc hình ảnh và nghe thôi miên bức tranh kết quả tài chính 6 tháng. Nghe ít nhất 2 lần trên ngày nhé cả nhà. Mỗi buổi sáng trước khi ngủ dậy và buổi tối trước khi đi ngủ, hai thời điểm này thì chúng ta sẽ nghe thôi miên. Hai thời điểm này là mình sẽ nghe thôi miên cực kỳ tốt, cực kỳ tiềm thức hưởng cho mình cực kỳ nhanh luôn. Tại vì hai thời điểm này là ý thức của chúng ta đã mất quyền kiểm soát thì tiềm thức sẽ làm việc cực kỳ nhanh. Chúng ta nhớ làm đầy đủ 5 bước hàng ngày nhá. Ta hãy phải kỷ luật là sức mạnh. Mình sẽ kỷ luật thì mình sẽ mang đến cho mình một thành công trong rất nhiều lĩnh vực. Rồi và bây giờ chúng ta sẽ đi vào chủ đề mới của ngày hôm nay, đó là gì ạ? Mình sẽ tổng kết giai đoạn 1, 10 ngày mình ứng dụng sức mạnh tiềm thức đạt được những thành công gì như thế nào. Ngày qua thì chúng ta đã biết và đã ứng dụng được sức mạnh tiềm thức, thì chúng ta hãy ghi ra tất cả những thành công 10 ngày qua mà tiềm thức đã hưởng ứng cho chúng ta. Như ví dụ là nguồn lực mới, mối quan hệ mới, những tư duy mới, những kiến thức mới. Và 10 ngày qua thì tổng dòng tiền về của chúng ta là bao nhiêu, hoặc là mối quan hệ hòa hợp như thế nào. Chúng ta hãy ghi ra tất cả những thành công mà 10 ngày qua mình đã đạt được khi mình ứng dụng về sức mạnh tiềm thức. Chúng mình hãy comment lên để Phương cũng đọc với cả nhà mình nhé.
trong lúc chờ đợi những anh chị em mình comment những thành công mà mình đã đạt được sau 10 ngày ứng dụng sức mạnh tiềm thức, thì Phương xin đọc những thành công của Phương trong 10 ngày qua, những bài học mà Phương đã ngộ ra được trong 10 ngày mình thực hiện sức mạnh tiềm thức cùng với cả nhà mình ạ. Thì đầu tiên là bài học đầu tiên mà Phương ngộ ra đó là gì ạ? Là đầu tiên mình hãy tập có một cái tư duy là tập trung thẳng vào thành công, giàu có và hạnh phúc. Hãy tập trung thẳng vào thành công, giàu có và hạnh phúc. Bởi vì sao ạ? Bởi vì là theo quy luật của vũ trụ, cái gì tập trung thì cái đó sẽ mở rộng. Mình tập trung thẳng vào thành công, tập trung thẳng vào giàu có và hạnh phúc thì tất cả những điều đó sẽ đến với chúng ta thôi. Và khi mình muốn tất cả những điều đó đến với chúng ta một cách nhanh nhất thì buộc lòng chúng ta phải nâng cao giá trị nội tại bản thân của chúng ta lên một tầm cao mới. Lên tầm cao mới, có như thế thì chúng ta sẽ đạt đến thành công, giàu có và hạnh phúc một cách cực kỳ nhanh ạ. Như trí tuệ của người Do Thái có câu nói rất hay mà Phương rất tâm đắc, đó là gì ạ? Dù là người trí tuệ thông minh đến đâu cũng phải học mãi. Trí tuệ của người Do Thái đó nói một câu mà Phương thấy cực kỳ tâm đắc luôn. Hay như Bill Clinton có câu nói là những gì chúng ta biết vào ngày hôm nay sẽ lỗi thời vào ngày hôm sau. Nếu chúng ta ngừng học thì chúng ta sẽ ngừng phát triển. Tất cả những người thành công, những người giàu có họ đều phải tự học, tự nỗ lực, học hỏi hàng ngày. Hay như là Einstein có một câu nói là gì ạ? Một cái đầu mở ra cho ý tưởng mới sẽ không bao giờ quay lại kích thước cũ. Một cái đầu mở ra cho ý tưởng mới sẽ không bao giờ quay lại kích thước cũ. Quá hay không ạ? Quá tuyệt vời luôn. Tất cả đều nói về việc là chúng ta phải tự học, tự nâng cao giá trị nội tại của bản thân mình lên. Có như vậy mới hút được các nguồn lực, những đối tác mạnh về phía mình. Và muốn nâng tâm của chúng ta lên thì chúng ta phải có những công cụ gì ạ? Đó, chúng ta phải đọc sách. Phải đọc sách. Và những cuốn sách mà mình đọc để làm nền tảng cho mình là Phương đã chia sẻ với cả nhà mình rồi. Hôm nào Phương cũng chia sẻ với cả nhà mình đó. Tất cả là có 4 cuốn sách. 4 cuốn sách đó, thứ nhất là gì ạ? Người giàu nhất thành Babylon. Và thứ hai là sức mạnh tiềm thức. Để mình biết được kho báu bên trong của mỗi người. Và thứ ba là bí mật tư duy triệu phú. Đây tất cả những tư duy của các triệu phú trên thế giới. Và thứ tư là gì ạ? Thứ tư là quyển Tại sao chúng tôi muốn bán giàu của tỷ phú Donald Trump và đá triệu phú đô la Robert Kiyosaki. Đây là 4 quyển sách mà chúng ta phải bắt buộc chúng ta phải đọc nếu như chúng ta mong muốn thành công, giàu có và hạnh phúc ạ. Cuốn sách này là nền tảng để giúp cho chúng ta đạt được và phát triển được cái bản thân của mình lên một tầm cao mới. Anh chị em chúng ta là phải thực sự nghiêm túc học tập để phát triển bản thân mình lên, để mình giúp được bản thân mình và giúp gia đình mình có một sống như mình mong muốn. Nếu như anh chị em nào mong muốn khát khao thay đổi được bản thân mình và mong muốn có một môi trường chất lượng để học tập phát triển thì hãy ít mục riêng cho Phương để Phương sẽ hướng dẫn chúng ta nhé. Hướng dẫn chúng ta đọc sách và hướng dẫn cho chúng ta sẽ tạo cho chúng ta được một môi trường chất lượng để chúng ta vào sinh hoạt. Ở đó sẽ có những anh chị em có trí tuệ vượt bậc, tư duy xuất chúng trong đầu tư, trong kinh doanh. Tổng kết 10 ngày của Lê Đức, những thành công Lê Đức đạt được trong 10 ngày này. Tiền về 22.621.000. Yes. Cảm ơn tiềm thức, chúc mừng Lê Đức nha. Và thứ hai nữa là giúp được hai người bạn đọc bộ sách, đọc 4 cuốn sách siêu tuyệt vời. Thứ ba nữa là học từ câu lạc bộ giáo dục tài chính chất lượng. Thứ tư là học từ nhóm liên minh trí tuệ, nhóm của những người, những tư duy xuất chúng.
và thứ năm nữa là có thêm 3 người bạn chất lượng. Yes, chúc mừng Lê Đức, quá xuất sắc. Đó. Chúng ta hãy comment tất cả những thành công của chúng ta sau 10 ngày mình đã học tập và đã ứng dụng sức mạnh tiềm thức nhé. Bộ công thức này là cực kỳ tuyệt vời ạ. Không những bản thân Phương và gia đình Phương ứng dụng, mà tất cả những anh chị em trong câu lạc bộ giáo dục tài chính chất lượng, nhóm liên minh trí tuệ đã ứng dụng và đã có những thành công cực kỳ mỹ mãn. Cho nên tất cả những anh chị em trong câu lạc bộ cũng như Phương mong muốn chia sẻ bộ công thức này với tất cả mọi người, để ai cũng biết được bộ công thức này để ứng dụng cho cuộc sống mình được thành công, giàu có và hạnh phúc tròn vẹn lên ạ. Và để góp phần làm cho một Việt Nam hùng cường giàu mạnh ạ. Xin chào bạn Trần Thu Phương nha. Em Trần Thu Phương. Bộ công thức này là bộ công thức cấp số nhân, chính vì thế mà điểm xuất phát của chúng ta ở đâu thì chúng ta sẽ cấp số nhân lên ở đó. Tư duy của chúng ta ở đâu thì chúng ta sẽ cấp số nhân lên ở đó. Chính vì thế là chúng ta phải bắt buộc chúng ta phải làm gì ạ? Phải nâng cao giá trị nội tại của mình lên một tầm cao để mình cấp số nhân cái tầng đó lên, để mình vụt được những mối quan hệ tốt, những mối quan hệ chất lượng về với chúng ta. Và trong câu lạc bộ giáo dục tài chính chất lượng thì có rất nhiều người, nhiều anh chị em rất nhỏ tuổi nhưng mà áp dụng bộ công thức này thì họ đã đạt những kết quả cực kỳ mỹ mãn luôn. Tại vì là vì sao ạ? Vì công thức này là công thức cấp số nhân, cho nên kết quả mang về là cực kỳ vi diệu luôn. Có rất nhiều bạn trẻ sinh năm 97, 93 mà đã sở hữu cho mình là một dàn xe mẹt và gì ạ? Về một khối tài sản cực kỳ lớn. Và có những anh chị là có những thu nhập hàng tháng là 100 triệu, 200 triệu, rất là nhiều. Và ví dụ như có những anh chị mà buôn bán ở ngoài chợ, như ví dụ bán thịt lợn này, bán mỹ phẩm này, bán quần áo, bán cáo, bán online, làm bảo hiểm. Rất nhiều người họ biết công thức này và họ đã ứng dụng thì kết quả mang về cho họ cũng rất là tuyệt vời ạ. Và trong năm 2019 vừa rồi thì câu lạc bộ có tổ chức đi du lịch. Đi du lịch là 8 quốc gia. Trong đó gồm đi du lịch 8 quốc gia. Châu Âu, Đức, Pháp, Mỹ, Hà Lan, Luxembourg, rất là nhiều. Và đã truyền cảm hứng cho tất cả những anh chị em mà mới bước đầu mới biết đến bộ công thức này, tạo niềm tin cho những anh chị em bước đầu biết đến bộ công thức này và để mình áp dụng bộ công thức này cho kết quả của mình mang lại cực kỳ xuất sắc. Chính vì thế cho nên là Phương mong muốn chúng ta hãy tự học, tự rèn luyện, nâng cao giá trị nội tại của bản thân mình lên. Và đồng thời bên cạnh đó thì chúng ta có bộ công thức của cả nguồn lực trong chuỗi live stream 30 ngày mà Phương đã chia sẻ cho chúng ta, thì chúng ta hãy ghi chép cẩn thận và để áp dụng bộ công thức này để cho chúng ta đạt những cái kết quả mà chúng ta mong muốn nhé. Và có một câu nói mà Phương cực kỳ tâm đắc, đó là gì ạ? Khơi nguồn cho mọi thành tựu vĩ đại nhất lịch sử đều từ một giấc mơ. Giấc mơ làm giàu, giấc mơ thành công giàu có. Tất cả đều khơi nguồn cho mọi thành tựu vĩ đại nhất trong lịch sử đều từ một giấc mơ. Bạn có thể tin vào giấc mơ của mình và bạn cần phải hành động để biến nó thành sự thật. Hay như Donald Trump có nói là gì ạ? Hãy nhớ việc kịch bản của chính mình, rồi bạn tự sản xuất và sẽ thấy mình sống theo cách mà mình mong muốn. Đó là sự tự do, là sự hạnh phúc, là chiến thắng, là sức mạnh của sự chiến thắng. Quá xuất sắc luôn. Xin chào em Nghiêm Hương ạ. Cảm ơn Nghiêm Hương nhé. Chúng ta hãy ứng dụng bộ công thức này để cho chúng ta những thành công vượt bậc trong cuộc sống. Và cái thành công thứ hai mà Phương ứng dụng bộ công thức này đó là gì ạ? Mình đã
cho mình được một mối quan hệ cực kỳ hòa hợp, mối quan hệ về gia đình, về bạn bè, về những người đối tác, những đồng nghiệp của mình cực kỳ hòa hợp luôn, tất cả cùng chung một tiếng nói. Tại vì sao? Vì khi nội giá trị nội tại của chúng ta đã nâng lên một tầm mới, thì chúng ta hút tất cả những cái đối tác lớn, những đối tác có tầm nhìn lớn, những đối tác chất lượng, thì tất cả đều là gì ạ? Đều là cùng chung một tiếng nói. Khi tư duy của chúng ta tăng lên thì chúng ta sẽ biết cách để tình huống con mình này, và sẽ biết cách để dạy con, cả gia đình cùng nhau học tập, cùng nhau đọc sách. Tất cả đều mong muốn đến một mục đích cuối cùng, đó là gì? Đó là tự do về tài chính và tự do về bên trong tâm hồn của mỗi người. Và thành công thứ ba của Phương trong 10 ngày ứng dụng sức mạnh tiềm thức cùng với anh chị em trong chu kỳ tháng 8 này là tổng dòng tiền về của Phương trong 10 ngày là 4.054.000. Yes! Cảm ơn tiềm thức, cảm ơn tiềm thức. Tất cả anh chị em mình hãy comment những thành công của mình trong 10 ngày ứng dụng sức mạnh tiềm thức để Phương cùng đọc cho cả nhà mình cùng ăn mừng nhé. Con chào mẹ Huấn Phan ạ. Thì ba mẹ là lớn tuổi thì ba mẹ hãy ứng dụng bộ công thức này để hút về cho mình những sức khỏe tốt, hạnh phúc gia đình, con cái hòa hợp, ba mẹ có sức khỏe tốt, đó là điều tuyệt vời nhất rồi ạ. Cả nhà mình hãy comment những thành công của mình để Phương đọc nào. Và đó là tất cả những thành công của Phương trong 10 ngày qua. Các anh chị và các bạn, nếu như mà mình đang comment, đang chuẩn bị để comment những thành công của mình trong 10 ngày thì Phương dành cho chúng ta thêm một thời gian nữa, chúng ta hãy comment lên nhé. Những thành công của chúng ta trong 10 ngày có thể là chúng ta đã đặc biệt thêm được những tư duy mới như thế nào. Có những mối quan hệ mới, ví dụ như mối quan hệ mới là chúng ta biết đến Phương là một nguồn lực của chúng ta, đó cũng chính là một mối quan hệ mới. Và chúng ta biết đến những tư duy mới đó, ví dụ như Phương chia sẻ cho chúng ta những tư duy như là bỏ quỹ tự do tài chính này, những tư duy của người giàu là tập trung thẳng vào thành công, những tư duy hỗ trợ cho sự thành công, cho sự giàu có, đó tất cả là những thành công mà chúng ta biết được 60 ngày ứng dụng sức mạnh tiềm thức. Chúng ta hãy thiết lập cho mình một thói quen là tập trung thẳng vào thành công, để thành công nối tiếp thành công mở rộng thành công ạ. Hết, và tất cả những anh chị em mình, Phương xin chân thành cảm ơn tất cả những anh chị em mình đã cùng Phương trong buổi livestream ngày hôm nay nhé. Xin chào Nguyễn Bích Ly vào trễ quá, chứ Nguyễn Bích Ly hãy quay lại xem livestream của Phương từ ngày 1 đến ngày 10 nhé. Rồi Phương xin chào tất cả những anh chị em mình và chúc anh chị em mình có một giấc ngủ ngon trong ý niệm thành công, giàu có và hạnh phúc trọn vẹn ạ. Chào, hẹn gặp lại của ngày mai nha. Xin chào bạn.